Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 18 tháng 12 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, trong thông tin đầu tiên này thì xin gửi đến các bạn chia sẻ của huấn luyện viên Giyadisak sau trận thua trước Sông Lam Nghệ An. Tiếp đến thì mời các bạn đến với nội dung đội bóng Đông Nam Á ra đề nghị không thể từ chối cho huấn luyện viên Park Seo và liệu ông thầy người Hàn Quốc sắp có biện đồ mới hay không. Và cuối cùng là nội dung đại diện Việt Nam gây ấn tượng vô địch giải đấu có 4 đội bóng của Nhật Bản. Mời các bạn cùng đón nghe. Đầu năm 2024 thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta như đã biết là có nhiệm vụ quan trọng ở đấu trường châu lục là Asian Cup 2024. Chuẩn bị cho giải đấu này thì các chiến binh sao vàng sẽ hội quân trở lại vào ngày 28 tháng 12. Kể từ sau hai trận vòng loại World Cup thì ban huấn luyện đội tuyển quốc gia cùng các trợ lý tiếp tục lại dự khán các trận đấu tại V-League và hạng nhất. Trong tay ông Philippe Jouzier có bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho Asian Cup nhưng sẽ được rút gọn lại trong thời gian tới. Hiện tại thì ông thầy người Pháp đã trở về đất nước Lục Lăng để thăm gia đình. Vị chiến lược gia sinh năm 1955 tranh thủ thời gian nghỉ phép để thu xếp ở cạnh người thân. Theo thông tin mới nhất thì ông Philippe Jouzier sẽ từ Pháp trở lại Việt Nam trong ngày 20 tháng 12. Như vậy là ông Jouzier cùng đội ngũ trợ lý có khoảng một tuần để chuẩn bị cho đợt tập trung của đội tuyển quốc gia trong ngày 28 tháng 12. Từ Pháp thì ông Jouzier vẫn duy trì việc liên lạc cũng như là trao đổi công việc với các trợ lý. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đang nỗ lực phối hợp nhịp nhàng để có sự chuẩn bị tốt cho vòng chung kết Asian Cup, nơi mà thầy trò ông Jouzier nhận nhiệm vụ là phải vượt qua vòng đấu bảng. Trong ngày 16 tháng 12, huấn luyện viên Philippe Jouzier đã giao nhiệm vụ dự khán một trận đấu hạng nhất cho hai trợ lý đồng hương là Muley Azewaat và Cedric Roger đã có mặt tại khán đài để theo dõi trận đấu giữa PVF Công an Nhân dân và Trường Tươi Bình Phước. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá. Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục lại để thua trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Cả đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai chỉ có hai cái tên sinh năm 2003. Thế nhưng huấn luyện viên người Thái Lan Giyadisak vẫn tiếp tục cho rằng đội bóng của ông thất bại vì đội hình trẻ. Cụ thể chia sẻ sau trận đấu thì huấn luyện viên Giyadisak lên tiếng: "Kết quả trận đấu thực sự là đáng thất vọng. Chúng tôi sẽ cố gắng thoát khỏi nhóm xuống hạng. Lý do cho chuỗi trận không tốt là đội hình của chúng tôi không có đầy đủ nhân sự từ đầu mùa giải cho đến nay. Các ngoại binh đang bị đau, tân binh John Clay cũng mới tới, chưa hòa nhập tốt. Chúng tôi có đội hình trẻ cũng như Sông Lam Nghệ An, nhưng tôi thấy đối thủ di chuyển và triển khai bóng tốt hơn chúng tôi." Đó là phát biểu của Zico Thái sau trận Hoàng Anh Gia Lai thua Sông Lam Nghệ An 0-1 vào tối ngày hôm qua. Đội bóng phố núi đã chơi trận thứ 7, 6 trận tại V-League và 1 trận tại Cúp Quốc gia mà vẫn chưa biết đến chiến thắng. Và thêm một lần nữa thì Giyadisak lại cho rằng đội bóng của mình thua trận là do đội hình trẻ và ngoại binh chưa đủ thời gian để hòa nhập. Tuy nhiên thì nhìn vào đội hình xuất phát của cả Sông Lam Nghệ An và Hoàng Gia Lai thì người hâm mộ có thể thấy là phát biểu của huấn luyện viên Giyadisak là khá khập khiễng. Hoàng Gia Lai ngày hôm qua ra sân với chỉ hai cầu thủ sinh năm 2003 là Trung Kiên và Quốc Việt, thêm hai cầu thủ sinh năm 2000 là Quang Nho và Bảo Toàn, còn lại đều là những cầu thủ từ 27 tuổi trở lên. Tuy nhiên thì thời điểm này, có lẽ cũng ít ai còn coi những cái tên sinh năm 2000 là cầu thủ trẻ. Trong khi đó thì 6 trên 11 cái tên ở đội hình xuất phát của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sinh từ năm 2001 trở về sau, trẻ nhất là Nguyễn Quang Vinh, năm nay mới 18 tuổi. So với Hoàng Anh Gia Lai thì rõ ràng Sông Lam Nghệ An là trẻ hơn nhiều. Còn về ngoại binh thì theo đánh giá của huấn luyện viên Giyadisak, John Clay sau khoảng 3 tuần tập luyện và thi đấu vẫn chưa hòa nhập tốt với câu lạc bộ. Đó có thể coi là điều đáng tiếc khi mà chưa sút từng ghi 11 bàn đã giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch ở mùa giải trước. Lý giải thêm về việc Hoàng Anh Gia Lai đang ngày càng sa sút, Zico Thái lên tiếng: "Rất khó để so sánh mùa giải này với giai đoạn đầu tiên khi tôi đến. Lúc đó tôi có những cầu thủ đã trưởng thành, khoác áo đội tuyển từ lâu. Dần dần thì họ đã chia tay và đội đôn lứa trẻ mới. Thời gian ngắn cũng khó mong cầu thủ chơi tốt ngay được ở V-League. Họ đang học hỏi thêm nhiều về chiến thuật để chơi tốt. Tôi thấy câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nhiều cầu thủ trẻ tốt từ kỹ thuật cá nhân cho đến cách vận hành về chiến thuật. Đây là địa phương nổi tiếng luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá."
Trong khi đó thì về phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thì huấn luyện viên Phan Như Thuật bày tỏ niềm vui sau trận thắng đầu tiên tại V-League năm nay. "Chúng tôi rất vui vì chiến thắng này vì giúp toàn đội giải tỏa tinh thần sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Các cầu thủ trẻ đang ngày càng tiến bộ hơn. Ban huấn luyện luôn động viên các cầu thủ chơi hết mình, luôn tự tin vào bản thân mình và giữ sự đoàn kết cao. Tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh rất có tiềm năng. Cậu ấy từng thi đấu nhiều ở các giải trẻ cũng như các cấp độ đội tuyển. Nếu duy trì được sự nỗ lực trong tập luyện và thi đấu thì Quang Vinh sẽ là cầu thủ tốt của đội." Khán giả tại sân Vinh là đông chính là nguồn khích lệ lớn cho toàn đội. Hy vọng là khán giả sẽ đông hơn nữa, từ đó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, trận derby thủ đô diễn ra ngày hôm qua khi mà Hà Nội FC đã giành thắng lợi trước Thể Công Viettel. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 6 V-League. Sau trận đấu thì ông Đinh Thế Nam cho biết là Tuấn Hải nhỉnh hơn so với Hoàng Đức. Quay trở lại với trận đấu thì đây là cuộc đọ sức giữa hai ứng viên sáng giá cho giải thưởng của ông vàng năm nay là Hoàng Đức của Thể Công Viettel và Tuấn Hải của Hà Nội. Khá trùng hợp khi trận đấu này, ông Đinh Thế Nam của Hà Nội FC lại cho Tuấn Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Qua đó, hai ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng đã có màn đọ sức trực tiếp ở cùng vị trí. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Sau trận đấu thì ông Đinh Thế Nam cũng đã có những lời khen ngợi dành cho Tuấn Hải. Xét trong trận đấu này, khách quan mà đánh giá thì tôi cho rằng Tuấn Hải thi đấu tốt hơn so với Hoàng Đức. Xét về phong độ tại cấp câu lạc bộ ở mùa giải năm nay thì Tuấn Hải thực sự là đang có những lợi thế so với Hoàng Đức bởi khi liên tục ghi bàn mang về thắng lợi cho câu lạc bộ. Trong khi đó, tiền vệ của Thể Công Viettel vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn sau 6 vòng đã qua. Còn tại cấp độ đội tuyển quốc gia thì Hoàng Đức thời gian gần đây chưa nhận được sự tin tưởng của ông thầy người Pháp Philippe Jouzier và cần phải thể hiện nhiều hơn nữa nếu muốn có lần thứ hai giành danh hiệu của ông vàng. Về phía mình thì huấn luyện viên trưởng Thạch Bảo Khanh của Thể Công Viettel lý giải việc Nguyễn Hoàng Đức chơi mờ nhạt ở trận đấu ngày hôm qua là do Hoàng Đức bị quá tải. Hoàng Đức thời gian gần đây có dấu hiệu bị quá tải. Năm vừa qua thì Hoàng Đức thi đấu rất nhiều nên dẫn đến tình trạng đó. Các bạn thân mến, ngày hôm qua thì Hoàng Đức đã trọn vẹn 90 phút nhưng không ghi bàn hay là góp vào pha kiến tạo nào. Hoàng Đức thậm chí bỏ lỡ một cơ hội khi đối mặt với thủ môn của Hà Nội nhưng sút bóng vọt xà trong hiệp 2. 4 trận khác thì Hoàng Đức đóng góp 2 pha kiến tạo và giúp cho Viettel không thua. Còn ở đội tuyển thì như các bạn đã biết là tiền vệ này đã dự bị cả 2 trận ở vòng loại World Cup. Các cầu thủ cũng có trận đấu này trận đấu kia, Hoàng Đức và chúng tôi đều nỗ lực. Trận này chúng tôi không thể có điểm vì Hà Nội FC chơi quá hay. Trung vệ đội trưởng của Thể Công Viettel là Bùi Tiến Dũng chia sẻ. Chuyển sang thông tin khác các bạn thân mến, mới đây thì truyền thông Hàn Quốc tiết lộ là Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức gửi lời đề nghị ký hợp đồng đến huấn luyện viên Park Seo. Thời gian qua thì câu chuyện tương lai của huấn luyện viên Park Seo đang trở thành chủ đề nóng với truyền thông châu Á và mới đây nhất thì hãng truyền thông MSN của Hàn Quốc đã tiết lộ là ông Park nhận được lời đề nghị từ phía Liên đoàn bóng đá Indonesia. Chia sẻ về điều này thì hãng truyền thông của Hàn Quốc đã có bài viết với tiêu đề "Ông Park nhận lời đề nghị khó lòng từ chối". Trong bài viết thì nhà báo Lee Geun-su cho rằng là phía Liên đoàn bóng đá Indonesia sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu và chỉ chờ cái gật đầu từ ông Park. Có thông tin cho rằng là ông Park Hang-seo đứng trước khả năng sẽ đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia. Theo những nguồn tin này thì Liên đoàn bóng đá Indonesia đang để mắt đến ông Park. Có thể là ông sẽ trở thành người kế nhiệm cho ông Shin Tae-yong. Liên đoàn sẵn sàng chấp nhận hầu hết những gì mà ông Park Hang-seo mong muốn. Liên đoàn bóng đá Indonesia tin rằng ông ấy là sự lựa chọn tốt nhất để giúp cho tuyển Indonesia thăng tiến lên một tầm cao mới. Bây giờ thì Liên đoàn bóng đá Indonesia chỉ chờ quyết định từ ông Park. Hãng truyền thông của Hàn Quốc cho biết. Tuy nhiên thì hãng này cho rằng trước khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Seo thì phía Indonesia cần phải vượt qua được nhiều đối thủ khác trong khu vực. Trước đó thì có nhiều nguồn tin cho biết là nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nhận được rất nhiều đề nghị từ các đội bóng ở châu Á. Nhưng cho đến thời điểm này thì ông Park hiện là vẫn chưa quyết định gia nhập đội bóng nào. Chuyển sang thông tin tiếp theo các bạn thân mến. Chiều ngày hôm qua 17 tháng 12 thì tại sân vận động thành phố mới Bình Dương ở tỉnh Bình Dương, U13 PVF đã đánh bại U13 Hà Nội trong trận chung kết để nâng cao chức vô địch giải bóng đá thanh thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam, Nhật Bản lần thứ 5.
Trước khi có mặt tại chung kết thì U13 PFF đã lần lượt đánh bại câu lạc bộ Kawasaki Frontale, đội bóng cũ của cha thiếp Dung Brazil tại G-League 2 với tỷ số 2-1, Đồng Tháp 4-0 và hòa đại diện của Malaysia là Fenda Football Academy không đều ở vòng đỡ bảng. Đến bán kết, U13 PFF đánh bại đội bóng cũ của Công Phượng là Yokohama FC với tỷ số 3-1. Các danh hiệu cá nhân thuộc về Trần Mạnh Quân của đội Hà Nội, vua phá lưới với 7 lần ghi bàn. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất được trao cho Nguyễn Tấn Nam của đội Bình Dương. Kane Mitsuren của Yokohama FC nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Giải đấu nói trên diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Giải này mang lại cơ hội giao lưu văn hóa bóng đá, đào tạo tuyển thủ trẻ, phát triển bóng đá cho hai nước, giới thiệu bóng đá Nhật Bản đến người hâm mộ Việt Nam. Cũng trong buổi lễ bế mạc chiều ngày hôm qua, trận đấu giao hữu All-Star với đội hình gồm các cầu thủ xuất sắc được lựa chọn từ các đội cũng đã diễn ra với kết quả 3-1, chiến thắng thuộc về các cầu thủ Nhật Bản và Malaysia trước All-Star Việt Nam. Giải đấu lần này có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay, quy tụ 4 đội bóng trẻ đến từ các đội của Nhật Bản là Kawasaki Frontale, Yokohama FC, Katale, Toyama, Shimizu S-Pool, một đội từ Malaysia và 7 đội đến từ các tỉnh thành trong nước như là Bình Dương, Hà Nội, Huế, Bình Phước, Đồng Tháp, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh và PPF. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.